Em chào tất cả mọi người, lại quay trở lại với thứ hai là ngày đầu tuần và đồng thời là cũng gần hết tháng tháng 9. Em xin chúc tất cả các anh em ngày mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Thì vẫn còn vẫn như mọi ngày lên kênh của em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương thì vẫn có cái món quà và để anh em gửi đi không đồng cho anh em vào tương tác ủng hộ kênh cho nó vui và đồng thời là bình luận để xả stress những lúc nghỉ ngơi và đi làm về mệt mỏi. Thì trước mặt điện thoại của em đây vẫn là một đôi loa, em vừa chốt số xong vẫn còn đây. Ngày hôm nay đang bước sang 4 ngày thì ngày mai không có gì thay đổi, em sẽ gợi ý cái số seri ở trên cái này, em có ghim ngày tháng đàng hoàng đấy để các bác đoán cho dễ trúng để em gửi đi, và một đôi loa iQOA mini các bác nha, cho chất âm cũng khá là ok đấy. Và một cái bảng phát tài phát lộc của em đây, có tên em là Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương, và số điện thoại quen thuộc mua hàng nhanh nhất và Zalo dép Lào anh em tâm sự qua mọi miền Tổ quốc, và thông tin cơ bản của em là ở đây đấy. Thì về phần quà thì nó cũng chỉ vậy thôi, ghi nhận ngày hôm qua là 113 bình luận và gần 100 hơn 70 like anh em tương tác ủng hộ kênh đấy. Thì em một lần nữa em xin gửi lời chào cũng lời chúc và cảm ơn tất cả các anh em đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cho em, và đồng thời nữa là chúc anh em luôn may mắn, mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc và đồng thời được thành công để thỏa sức đam mê những cái ngành đam mê riêng của mình. Thì đi vào cái video bán hàng của ngày hôm nay, thì em cũng cảm ơn tất cả các anh em ngày hôm qua lái thợ trên mọi miền Tổ quốc và những anh em lẻ em đã bán ngày hôm qua lên CD thì em bán được hơn gần được chục cái CD rồi các bác nhá. Chục cái CD vậy chỉ còn lại có 12 13 cái này thôi. Và đồng thời là còn những cái video trước á, ví dụ như Onkyo, đầu Onkyo rồi các cái loa loa như BMB nọ kia thì em cũng bạn đã bán rồi, hay loa Onkyo. Đấy, cũng cảm ơn tất cả các anh nha. Này, đó như vậy là cũng là vui rồi. Thì phần quà cũng vậy thôi, mang tính chất là để anh em vào tương tác ủng hộ kênh cho em. Thì em xin cảm ơn. Và ngày hôm nay thì còn một số loa ở đây, tức là 1 2 3 4 5 dãy. 5 dãy là 6, loa chung là 6 cặp. Loa đài là 2 cặp. 3 cặp, karaoke 1 cặp, loa rời là 1 cặp. Các bác nha. Đấy thì bắt đầu em đi từ từ cái thứ nhất, rồi em sẽ quay về đường sau để em thông báo về vấn đề là số ôm, số watt và cho anh em. Đây là một đôi Optonica các bác này. Đấy. Sử dụng hai con bát 25 đây các bác nhá. Đây, đây là Optonica, đấy, hai con bát 25 tính cả kiềng. Thì là hai khoảng 28. Viền vải to và sử dụng một con này là gọi là con loa này là loa cộng hưởng các bác nhá. Đấy. Chiều cao của nó lên tới 73. Chiều ngang của nó lên tới gần 40 và hậu sâu là hơn 30. Đấy, con chéc giấy này thì hơi lồm lõm các bác này. Màng bằng viền bằng vải viền bằng vải tẩm dầu màng carbon xịn này. Đây, đây là bằng giấy này, đẹp này. Cao 73, nặng khoảng hơn 30 kg các bác nha. Đấy, đây. Đây là một đôi. Đấy. Đấy, e căng đầy đủ các bác, e căng thì đầy đủ. Đấy, các bác cứ Zalo dép Lào cho em là em chụp trước chụp sau, nó sẽ cụ thể hơn như thế này. Bởi vì em quay như thế này là em bán nguyên zin nguyên bụi, chưa test chưa tân trang. Yêu cầu của anh em test thì em sẽ test, và đồng thời nữa là cái nhiều có những cái test sống rồi em vẫn bán giống như là giá lái giá thợ để cho anh em ai cũng có mua được. Và hiện tại bây giờ thì những anh em thợ bán những hàng cao cấp lại cũng quay lại những cái hàng này để vào lấy lẻ bán, gọi là lấy ngắn nuôi dài đấy các bác nha. Đấy, giải thứ hai thì em lên một đôi karaoke. Đôi này thì thực tế các bác là em nhập, em nhìn cái chữ USA chụp hình về theo lô là em nhập giá rất chi là cao. Nó giống như là BMB, sử dụng cứ mỗi một con loa là bao gồm 5, một chiếc loa là 5 con loa, 4 con loa jack, mic và một con loa bass đây các bác này. Con bass này là bass 30, đấy, màng bằng cao su rất chi là xịn. Màng bằng carbon rất chi là xịn, núm lớn, viền bằng cao su thì viền này thì rất là xịn rồi. Đấy, và chiếc này thì nó giống như vậy. Chiếc này thì là e căng đầy đủ, em đã gỡ hai cái thanh này ra và gỡ ốc này ra. Đấy. Ba con ốc, đấy thì em còn chiếc này là em chưa.
mà là nó giống y chang lắm như vậy các bác nhá. Nó giống y chang là như vậy này. Vừa karaoke nghe nhạc, vừa remix tất tần tật, chơi tất tần tật các loại. Đấy. Con này thì đến nằm cũng được mà để đứng cũng được, chiều cao của nó là chiều cao nằm này thì là hơn 30 và chiều này thì gần 60 các bác nha, 60. Đấy, thì để như thế này hoặc là treo quán cà phê hay ở đâu cũng được. Tuy rằng thì em lấy con này em cũng đã khai thật với các bác rồi. Em lấy con này em nhìn vào cái tem USA em tưởng đâu là hàng của Mỹ, nhưng mà xong rồi về nó là hàng của Nhật nhưng mà là của công ty hoặc là lắp ráp các bác nha. Nó không được là hàng của chính hãng của hãng. Do đó cho nên là con này em bị lỗ rất là nhiều và đồng thời là em xả. Đấy. Như con Optica này là hôm nay là em bán 2 triệu 2 em bao ship này. Các bác nha. 2 triệu 2 cao 73 này. Con này ngày hôm nay em xả còn 2 triệu 7 em bao ship này, rất là nặng. Đấy. Những cái dòng này, những cái dòng của China mà China đời mới bây giờ không chơi lại được nó đâu các bác. Đấy, các bác cứ yên tâm một điều là như thế. Đấy, bát 30. Đấy. Rồi em lên con trên, con này là con của Sony, e căng đầy đủ các bác nhá, e căng hộp, nó là thuộc vào dòng bát vuông nhưng mà nó bị mục vền rồi, đây các bác này, đấy, nó vẫn sống ok từ thì xanh lét, đấy, vuông nhưng mà nó bị mục vền, đấy mục vền này thì em cũng thông báo luôn, đấy, ngày hôm nay là em có hỏi rồi, cao của nó là hơn 40, khoảng 40, 39, 40, chiều ngang của nó là đây các bác, đấy, khoảng hơn 20, đấy, 25, 26, còn hậu sâu là khoảng hơn 20. Nhưng mà em không có làm được ở trên chỗ em hay làm vền cho anh em là em không có làm cái vền này nhá. À, không có làm được cái vền này. Do đó cho nên là các bác về là ngày hôm nay em xả thì các bác về tự làm. Đấy. Cái gì em làm được thì em sẽ nói em là em làm được, cái gì em không làm được để các bác tự làm. Đấy, các bác ưng thì các bác có thể xử lý được, vọc vạch được thì các bác làm. Đấy. Còn vền thì có thể là mua ở trên trang trên mạng tùy các bác. Đấy. À, ngày hôm nay đôi này 1 triệu các bác này. Đấy, 1 triệu em xả này. Đấy. Xả lỗ 1 triệu để cho các bác về các bác nghiên cứu về cái bát bát vuông này làm việc. Để nâng cao một cái tầm cao mới mà bây giờ anh em chơi cái hàng mà chưa test rất là nhiều, kể cả là lẻ luôn các bác nha. Các anh em rất là thích cảm giác mạnh, đam mê về âm thanh, rất là thích vào vạch. Đây các bác nha. Rồi đôi này 2 triệu 7 em bao ship này. Nặng gần 30 kg. Đôi trên xả 1 triệu luôn các bác nha. Rồi sang dãy thứ hai là hai đôi căng đầy đủ này, một đôi Banna và một đôi Akai. Thì một đôi Banna thì vền vải tẩm dầu nhưng mà do vận chuyển là bị cái này các bác nha. Banna này thì các bác nhìn là các bác biết rồi, SBD00. Màu của nó là màu trắng xanh xanh đen đen, đấy, xanh đen. Đấy. Con này cao chiều cao khoảng 55, 56, chiều ngang là khoảng 30 hơn 30 và hậu sâu là khoảng hơn 20. Đôi này nặng khoảng 25 kg quá nha, 25 kg, hệ bao quay. Đây viền thì bị cấn rồi, một là thay một đôi viền luôn, thay là thay một đôi luôn bằng viền mút của mình. Đấy, hai nữa là bác nào khéo tay thì có thể là tân trang thì tùy các bác, nó là viền vải tẩm dầu. Đấy, còn thay ở ta thì chắc chắn là không có viền vải tẩm dầu rồi, chỉ có mút thôi. Đấy, viền này là viền zin, còn viền thay là viền mút. Bát 22 cả kiềng. À, bát 22 là cả cái vành đen các bác nha. Thùng vách thì là ok hơn, để tí này em quay lại đằng sau và đồng thời để cụ thể hơn thì là Zalo Giáp Lào là em sẽ gửi cho các bác. Rồi con trên là con Akai các bác này. Đấy, con trên này là con Akai. Akai này là con Akai của 712. Con này thì thùng vách xấu và bát này hơi cứng nha. Đây em nặn là hơi cứng này. Chắc là nó vẫn hát nhưng mà bị có sao nói thế, là chắc là bị côn. Đây là thùng vách này là phải dán lại đề can. Đây các bác nha. Con này thì cực kỳ gấu rồi nhưng mà hàng nguyên bụi là nhập về nó là như vậy, do đó cho nên là có sao là em báo như vậy luôn để cho cái giá cả nó phải chăng, để cho các bác cũng nắm được cái cơ bản là như thế và các bác chơi. Con Akai này nó nặng gần 20 kg. Đấy. Và ngày hôm nay em xả này, 1 triệu rưỡi em bao ship các bác nha. 1 triệu rưỡi em bao ship và một đôi của Panasonic ở bên dưới. Đấy, thì là bán như thế này là 1 triệu 9 em bao ship. Và thay viền cho các bác thì em lấy 2 triệu thiếu đâu em bù, em vẫn bao ship các bác nha. Đấy, đấy là hai đôi của dãy thứ ba. Đấy. Rồi sang bên dãy thứ tư. Dãy thứ tư thì
Một đôi ai qua, ai qua này là đôi ai qua chung các bác nhé, chung với dàn chung cục đấy. E căng này, e căng nó đóng sâu vào liền vào bên trong á, do đó cho nên là nó rất là chắc đấy. Đôi này thì 550 em bao ship này đấy, cao chiều cao của dòng này hơn 30, 550k là em bao ship rồi đấy. Đôi này là đôi gấu này, cực kỳ chất lượng của Sony. Sony này là Sony BC đấy, BC cực kỳ chất lượng, sử dụng đôi bát 16 các bác. Mục viền là em thay này, cả thay viền cả bao ship đúng 1,4 triệu em bao ship này. Ai chơi đôi Yoshi này của Sony này rồi là biết dòng này nó cao khoảng 35 36 các bác nha. Đấy. 35 36 đây các bạn. Đấy, 35 36. Con BC này của Sony này cực kỳ ok. Đấy. 1,4 triệu cả áo thay viền luôn các bác nha. Rồi đôi trên là đôi của YR. Đấy, đây, YR đây các bạn. YR này là hàng của hàng bộ dàn chung. Sử dụng đôi mắt 12 viền bằng mút, màng bằng vải, nó dạng giống như là hệ toàn dải các bạn. Đấy, cho chất âm rất là nhẹ nhàng và tình cảm, hàng của Nhật các bác nhá. Cao hơn 30, chiều ngang khoảng 18 19 và hậu sâu hơn 20, e căng đầy đủ này, e căng chân bằng gỗ. 550k em bao ship. Rồi, em sang bên cái dãy thứ năm là dãy cuối cùng, là em có ba đôi. Đôi thứ nhất ấy, ở trên cùng cũng là đôi YR các bác nhá, nhưng e căng đóng liền, e căng nó đóng liền. Đấy, đôi này chiều cao của đôi này cũng khoảng hơn 30, chiều ngang là hơn 20 và hậu sâu là cũng có tầm 17 18 các bác. Đấy. Nói mà thuộc vào dàn dàn chung cục. Đấy. Đôi này em 500k em bao ship. Đấy. Rồi em sang cái đôi ở giữa. Đôi ở giữa là đôi ai qua thiếu e căng các bác nhá. Con này là chưa test này, con trên cũng chưa test, nói chung các bác có nhu cầu thì em cứ test thôi. Đấy, đơn giản thôi. Viền vải tẩm dầu sử dụng bát 16. Đấy, ba quay. Hai con chung là hơi lổm lổm vào cái bạc kia để xử lý được. Và con chép thì cũng kéo ra được, đấy. Thiếu e căng. Chiều cao của con này khoảng 32. Chiều ngang khoảng 20 và hậu sâu là khoảng không có e căng là khoảng 20 các bác. 550 em bao ship luôn các bác này. Thiếu e căng nha, rất đẹp loa bao quay đấy các bác thấy nha. 550 giá bao ship. Loa thì thực tế nó ít chết lắm các bạn. Rồi đôi cuối cùng. Đôi cuối cùng là của SY này, SY YR của hệ chung cục. Mặt bằng phay màu trắng rất chi là xinh xắn. Đấy. Rồi ngày hôm nay đôi này thì 550 luôn các bạn. Đấy, rất chi là ngầu, em bao ship luôn. Đấy, e căng là liền là ở trong cái ô đấy. Đấy. Vậy chỉ là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 10, 11. Tức là em lên 5 dãy là 11 đôi loa em đi lại cho các bác này. Đây, 11 đôi loa cộng một đôi phần quà của mini ai qua nữa là 12 đôi. Đây, thì các bác cứ liên hệ với em, Zalo dép nào là ok. Đây, rồi em đi đằng sau này. Rồi bắt đầu đi từ đây đi các bác. Đấy, con này không thấy đĩa công suất các bác nha, hàng là vung thành sát cạnh. Đấy, dây loa đang còn kẹp nguyên zin nguyên bản rất chỉ là dài, 4 ôm này, thùng vách đẹp, 4 ôm. Rồi không thấy đĩa công suất, con dưới là ai qua chở khoáng 6 ôm, 40W 80W một cặp loa các bác này, thùng vách cũng ok này, nhưng mà bị đứt dây này nha, và đây là bị cấn cái lỗ gì đây rồi các bác. Đấy, cái lỗi gì đây nè, đấy anh em có thể tịt lại xử lý. 550 em bao ship. Đấy. Rồi đôi dưới này, YR các bác này, 4 ôm này, đấy không thấy để công suất, 500k em bao ship này. Đấy. Thanh lý cho hết về lỗ mới các bác. Rồi đôi dưới là ôi ai qua dàn chung này, không thấy để công suất, 6 ôm này, nhưng mà chất âm cực kỳ hay luôn đấy các bác. NS115 đấy, những cái dòng này là những cái dòng cổ thôi. Rồi Sony các bác này, Sony SS này, B77 này, AV này. Đấy, dòng này là của Made in Japan này, 80W này, 160W một cặp này, chở khoáng 6 ôm này. Đấy, con này thì là chất lượng rồi, BC này là chất lượng rồi, thùng đẹp này. Đấy, như mặt trước em đã giới thiệu là viền bị mạ bị rách thì em sẽ thay, em sẽ gửi đi thay cho các bác, và đồng thời nữa là tổng nó có 1,4 triệu thôi.
Đây các bác nha. Bởi vì cái bộ dàn của EC này á, bộ dàn chung này á, người ta anh em đang bán rất chi là cao. Cho nên là bán như thế này là cái giá cực kỳ ok. Rồi, đôi trên này đôi thứ ba các bác này. Đôi thứ ba này là chỉ thấy để 4 ohm, không thấy công suất của dòng wire đấy các bác. 550 bao gồm cả phí ship này. Đấy. AK này các bác, AK 72 của Jabang này, cực kỳ gấu luôn. Con này 130W, 260W, đi đồng đôi, nặng, gấu, thùng vách đẹp đằng sau. Nhưng mà chỉ có một cái đề can đường này là dán băng keo cạ vào xe của em về nên là nó bị vậy thôi. Đây các bác nha. Rồi Bana D50 này, Bana D50 các bác này. Bana D50 cao to đẹp trai đấy. Rồi đây các bác, sang đôi karaoke nghe nhạc này. Đấy, em nhìn thấy cái chữ USA này mà em lấy cái giá cực kỳ cao, đó là 200W. Nhưng mà cái dòng này là dòng đóng các bác nha, tức là của công ty, giống như kiểu là công ty riêng chứ không phải là hãng. Đấy, cho nên là có tem này, bảo hành này đàng hoàng ở bên đó. Tức là cái này là tem QC, tức là QC, tức là bên hệ thống kiểm duyệt, nhưng mà vẫn là hàng của công ty. Đấy, rất chỉ là nặng, gần 30 kg, có độ nhảy 5 ohm đàng hoàng, karaoke rắc bắp túi là ok này. Chỉ bằng một đôi loa của China Việt tàu thôi mà có một đôi loa rất chỉ là to này, 2,7 triệu. Em bao ship. Rồi đôi trên các bác, đôi trên là đôi Sony đây, AV550 đây. Đấy, đôi Sony 100W, 200W một cặp, min là 50W của Jabang. Đấy, chỉ có 1 triệu bao ship này, em thanh lý hết. Rồi đôi này là đôi quà này các bác này, Vương Thành sát cạnh này, quà này. Đấy. Rồi đôi này là Optonica các bác này, Optonica bát 25 này. Đấy, 2 bát 25 này, chung 8 cm này, chữa khoáng 8 ohm này, 50W, 100W một cặp này. Dòng này là của Jabang, ở đây là chạm loa. Đây các bác nhé, chạm loa. Rồi, 11 cặp các bác, e căng đầy đủ. Đấy, em tắt tần tật, hết lô để lấy lô mới, còn 11 cặp. Rồi, em xin kết thúc video các bác nhé. Một lần nữa cho em gửi lời chào, lời chúc đến anh em. Em bán như thế này để cho ai cũng có thể mua được. Các bác lái thợ và đồng thời nữa là anh em lẻ về Tân Trang Vọc Vạch cũng giống như là phù hợp với lại cái giá cả giá thành để cho các bác chơi. Rồi em xin cảm ơn các bác này, em kết thúc video đây. Chúc các bác thành đạt để thỏa sức đam mê nhé.